Để đang xem. Hai anh em về thì quê nhé. Đâu vậy? À, chào đây. À. Này con quay đi, con quay. Thôi thôi thôi. Cầm đây, cầm hết đây. Cho dưa nhá, cho dưa. Quay không quay. À, quay nhẹ nhẹ chậm chậm thôi, chậm chậm. Quay vào đây. À, ra đâu rồi, ra đâu rồi, ra đâu, ra đây. Đẹp trai không? À, học khá không? Cô là học sinh giỏi. À, chào Thanh Tây nhá, chào em. Chào mọi người nhá, chào Phạm Tiến nhá. Đây là Bạch Hải Đường. Chào tất cả anh em, bạn của anh Mạnh. Hôm nay Lê Mạnh về quê nhá, và Dũ. Phạm Tiến khỏe không? Bao giờ ba vào Sài Gòn alo nhé. Lâu quá không gặp tụi mày. À, lần này làm ở đâu Phạm Tiến? Có làm chú cùng Công Hoan không? Chào Hồ Đức em trai. Hồ Đức vào Huế chưa? Đá đây, nước sôi đâu rồi? Đem nước sôi đây. Chào anh em nha, chào Hiếu mặt quỷ nha, chào Hồ Đức em trai, chào Chiều mặt quỷ, chào em trai. Bọn anh chưa ăn, vừa về tới nhà đoạn. Đây là nhà ở quê nhá, nhà ở quê anh trai. Ngày xưa là anh trai ở đây này. Ra đây là hoa, đây là xem hoa rất đẹp. Ờ, không ở đây. Ờ, ai? Cháu ơi, chồng bà về à? Đây là chú Hồng này. Ừ, ai đây, đang phát live stream à, đang phát lên đây là chú Hồng nhá, con ông chú cây cảnh em à. Đấy, đạt lớn hôm nay là hơi tối rồi. Mùa này hơi tối. Lê Hoàn, chào Lê Hoàn nhá. Đấy, bật điện thêm lên. Đây là nhà cổ này. Không vào đây. Ra được ngoài này thì đâu nào. Đâu anh vừa ra đoạn. Rót nước đây, rót nước đây, đá đây. Em gái Thảo Trần Di. Em gái Thảo Trần Di xuống đây chơi đi. Anh trai bận quá, anh trai không lên được. Chào Hùng Trương. Chào em trai, chào Lê Hoàn nhá. Chào những người anh em mà chưa đọc tên thì thông cảm nhá. Lâu lắm nay lên mày phát live stream. Ông uống nóng à? Nước nóng sôi, nóng bỏng. Đợt nãy nào gầy đấy? Em lúc nào trong gầy, có lúc nào lúc đẹp. Anh uống cho nó khỏe khoắn vậy. Vào đâu uống nước em? Chờ con tí để con đun nước. Đun đi nước đi. Nước không ấm kìa. Nước sôi á? Ấm đen rồi. Vào đây được ấy. Ông muốn uống nước sôi nóng. Nước đấy con đun lúc trưa, em không để nó ngọt, con thả vào đấy đấy. Đun lúc trưa à? Nước ấm, nước sôi tốt.
À, rồi rồi. Đây nước ở đây đạt đây. Đây là hồng con lông chú. Em nó vừa rồi ốm ấy phải ơi. Nước đây. Ờ bây giờ đây em. Chào Phạm Văn Luận nhá. Chào em. Em quay đâu? Chào Lê Hoàn, chào tất cả những người anh em. Chào Sơn chợ Sơn chợ nhá. Cá nhá. Chào Phi Lê. Đây là chú Hồng này. Đây xin chào anh em đi. Quê hương. Quê hương. Quê hương. Đây là Lê Mạnh ngày ngày trước Lê Mạnh làm cái nhà cổ. Dù có đi bốn vương trời mà không đâu bằng quê hương. Kiếp Phong Ba em trai. Chào anh em. Đi đâu cũng không bằng về quê hương. Tất cả phải có cội nguồn, có quê hương. Anh trai khỏe, Phi Lê em trai. Kiếp Phong Ba. Chào Hoàng Oanh. Chào, em chào anh trai Chí Tẩu Bắc Giang nhá. Hôm nào em lên anh trai nhá, thăm anh trai nhá. Đi xuống lấy đi em về đấy. Ơi anh chào Hoàng Oanh nhá. Anh ra công việc. Em gái Thảo dần gì giữ gìn sức khỏe nhá. Đây chào chào em gái Thảo. Rồi, chào em gái Thảo nhá. Chào Quang Biên. Đâu? Nó không theo ông, nó không theo ông. Theo ông, theo ông. Nào ông Ham nhá, ông Ham nhá. Nào, ông Ham nào. Nó về nhà lâu không? Nào, ấy, 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 nó sợ, nó sợ, nó sợ. À, bác về nhà lâu không? Anh về mai anh đi, anh công việc xong anh đi. Ông tự kết nối của mày tính đi. Mày tính đâu, chưa được à? Chưa. Tại sao từ lần đấy đấu vẫn chưa được? Đã đấu đâu, mẹ con chưa. Không đấu thì nó hỏng bố đi, rồi, rồi. Nhớ đi không? À, ui trời. Thảo Dân Di, mai em gái xuống đây đi. Chào quý kỷ niệm. Xong rồi đi Bắc Giang. Con chim. Em gái Thảo Dân Di. Anh mời Thảo lên nhá, lên nói chuyện nhá. Thảo Dân Di đâu? Đấy, mời Thảo Dân Di này. Chào bất động sản Hương Hải. Bạch Hải Đường này, anh chào Bạch Hải Đường, anh Chí Tẩu ra chào Bạch Hải Đường. Ờ, chào anh Chí Tẩu nhá. Nào anh em mình lên. Hôm nào anh em qua được anh chơi. Ông nào đấy. Nào nó sợ nó không theo. Nào cho nước cho ông chưa, cho nước đi. Không ít về. Đã. Nha. Cho nước vào đây, nước đây, đưa cho nước vào đây. Chào Văn Việt. Chào Sâm Trang Bất Động Sản. Chào các em nhá. Bố về đâu? Đi ô tô chưa về à? Bố con đi ô tô về rồi. Nhưng bố con còn đang tắm. Về đây chưa? Bố con về bến rồi. Em gái nở đời hưng phấn. Này anh trai ra Hà Nội, ra quê hương, ra cái nhà ngày xưa anh trai sống đây. Chào Long Chí Dũng em trai. Đấy, nhà rộng rãi. Đấy, đây là cái nhà cổ nhá, ngày xưa Lê Mạnh làm. Long Chí Dũng em trai.
Về chưa đấy, ai ai về? Bố ơi. Xe cái xe. Này cái xe này hoạt động tốt không? Cái xe này còn chạy được không? Không. Nó bị nào ấy? Đặc pin chỉ có chạy được một tí rồi. Thay ác quy. Bảo cái này phải thay ác quy này. Thôi Lê Mạnh xin hạ bài nhá. Chào Bảo Quang nhá. Chào những người anh em nhá. Chào Trường Thịnh, Hồ Cường. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Lê Mạnh xin hạ bài nhá.